Sự tùy hỷ hồi hướng như đã nói này, lấy có sở đắc và chấp lấy tướng phân biệt làm phương tiện, thí như đồ ăn thức uống của thế gian có lẫn chất độc nên trước ngon sau hại, đây chẳng phải sự tùy hỷ hồi hướng hoàn hảo. Vì sao? Vì lấy có sở đắc và chấp thủ tướng phân biệt mà phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng là đều lẫn chất độc. Những người thuộc chủng tánh Bồ Tát cũng nên tùy theo những điều đã nói trên mà tu học vì vậy đại đức phải nói thế nào cho các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa nên tùy hỷ hồi hướng đối với căn lành công đức của chư Phật và các đệ tử trong mười phương ba đời để đáng gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn tốt đẹp không độc hại cụ thọ thiện hiện đáp lời từ thị các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa hành bát nhã và làm mật đa sâu xa muốn không hủy bán phật và phát tâm tùy hỷ hồi hướng thì nên nghĩ thế này như các đức như lai ứng tránh đẳng giác với phật nhãn thông suốt không có sự chướng ngại biết tất cả căn lành công đức có tánh như vậy có tướng như vậy có pháp như vậy mà nên tùy hỷ này ta cũng nên tùy hỷ như vậy như các đức như lai ứng tránh đẳng giác với Phật nhãn thông suốt biết rõ, không có chướng ngại, đem các việc phước nghiệp hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề như vậy, này ta cũng nên hồi hướng như vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân trụ Bồ Tát thừa nên khỏi sự tùy hỷ hồi hướng như vậy. Đối với càn lãnh công đức của trừ như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử, nếu khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì chẳng hủy báng Phật được chư Phật Thế Tôn đồng tùy hỷ. Tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát như vậy chẳng lẫn các chất độc, xa lìa các lầm lỗi nên được gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân tránh, tốt đẹp, xứng trần pháp giới, ý vui thắng giải cùng với sự viên mãn hoàn toàn. Lại nữa, đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ, vần vần trụ Bồ Tát thừa hành bát nhã và làm đa sâu xa. Đối với cần lành công đức của chư như lai ứng tránh đẳng giác, và các đệ tử nên khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy như giới huẩn, định huẩn, tuệ huẩn, giải thoát huẩn, giải thoát trí kiến huẩn và các pháp khác của Phật chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời sự tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy vì sao? vì các pháp kia tự tánh là không nên chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời sự tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy nghĩa là chư Như Lai tự tánh là không nên chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời, công đức của chư Phật tự tánh là không nên chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời, thành văn độc giác và trời người vân vân tự tánh cũng là không nên chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời, các căn lành kia tự tánh là không nên chẳng rơi vào ba cõi chẳng thuộc ba đời Đối với sự tùy hỷ kia tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Pháp được hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Người hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời.